Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Dòng chảy cuộc đời. Đời người có ba việc nhất định không nên làm. Những câu chuyện hay lời nói của cổ nhân đều là những kinh nghiệm được đúc kết ra từ các hiện tượng, sự vật có thật xảy ra trong một thời gian lâu dài, là những bài học vô cùng quý giá cho hậu thế. Trải qua hàng ngàn năm, người xưa đã đúc kết lại cho hậu thế những bài học đối nhân xử thế vô cùng hữu ích. Sau đây là lời khuyên vô cùng quý giá của cổ nhân về ba việc nhất định không nên làm trong cuộc đời của mỗi người. 1. Việc đi đường tắt đừng làm. Tăng Quốc Phiên là một vị quan nổi tiếng của triều đại nhà Thanh. Những tư tưởng và tu dưỡng của ông đã cổ vũ khích lệ cho hậu thế. Nhưng tư chất bẩm sinh mà trời ban cho ông lại không được cao, hay nói đúng hơn là rất kém. Mặc dù tư chất bẩm sinh không được thông minh, nhưng đối với chuyện học hành, ông rất kiên trì, không đi đường tắt. Nếu không đọc thuộc câu trước, ông sẽ không đọc tiếp câu sau. Không đọc xong quyển sách này, ông sẽ không sợ đến quyển sách kia. Việc chưa xong, nhất định chưa đi ngủ. Mặc dù Tăng Quốc Phiên thi tú tài 9 năm mới đỗ đạt, nhưng nút thắt vừa được khai thông thì con đường phía sau của ông ngày càng thông thuận. Năm trước đỗ tú tài thì năm sau ông trúng cử nhân, 4 năm sau ông lại thi đỗ tiến sĩ. Trong khi những người bạn của ông đi học rất sớm, nhưng sau này chẳng ai đỗ đạt cử nhân hay thi đỗ tiến sĩ. Trong đánh giặc, Tăng Quốc Phiên cũng không dùng kỹ xảo, không đi đường tắt. Mỗi lần quân của ông đi đến đâu đều xây dựng cơ sở tạm thời, đem nhiệm vụ tiến công biến thành nhiệm vụ phòng thủ. Mỗi lần quân của ông chiến thắng, tính ra phải mất thời gian cả năm mà không phải 2-3 tháng. Phương pháp đánh của Tăng Quốc Phiên bị không ít người đánh giá là ngốc nghếch, nhưng kết quả lại vô cùng hữu hiệu. Tăng Quốc Phiên cho rằng những thành công mà ông đạt được là nhờ vào sự dụng tâm chuyên nhất, không đi được tắt. Bởi vì ông quan niệm rằng người ngốc nhất thiên hạ có thể thắng được người khôn khéo nhất thiên hạ. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đừng dùng đường tắt để đạt được thành công hay được một thứ gì đó. Một người muốn đạt được thành công nhất định phải trả giá, phải dành thời gian, tâm huyết để làm thì thành công ấy mới được bền vững lâu dài. 2. Việc tổn hại người khác đừng làm. Ác quan Chu Hưng dưới thời Võ Tắc Thiên cũng thành danh nhờ ngụy tạo án oan mưu phản. Khi ông ta đương chức cũng dùng cách bức cung nhục hình vô cùng tàn khốc, gây ra vô số án oan, hàng ngàn người bị ông ta hãm hại. Sau này Chu Hưng cũng lại bị kẻ khác tố cáo là tạo phản. Khi Chu Hưng bị tố tạo phản, người xét xử ông ta là một ác quan khác tên là Tuấn Thần. Trước đây trong một dịp Tuấn Thần ngồi ăn cùng Chu Hưng có xin thỉnh giáo Chu Hưng về phương pháp ép phạm nhân nhận tội. Chu Hưng hãnh diện nói, việc này không khó, chỉ cần đệ bỏ phạm nhân vào cái chum to rồi châm lửa đốt, xung quanh thì lo gì, hắn không nhận tội. Sau này khi đến lượt Tuấn Thần xét xử, Chu Hưng đã nói, đệ phụng theo mật chỉ, nói có người tố cáo huynh mưu phản, mời huynh vào chum đi. Chu Hưng vừa nghe bốn chữ mời huynh vào chum thì hồn bay phách lạc, toàn thân mềm nhũn, liên tục dập đầu nhận tội. Câu chuyện này về sau nổi tiếng và được người dân dùng cụm từ gậy ông đập lưng ông để miêu tả. Bởi vậy, cổ nhân khuyên rằng những việc làm tổn hại người khác thì đừng làm, nếu không, kết cục của việc ấy cuối cùng là hại chính mình. 3. Việc chiếm lợi của người khác đừng làm. Người ham chiếm lợi của người khác thường thường cuối cùng sẽ bị thiệt thòi lớn, bởi vì trên đời không có mất thì không có được. Đời người phải hiểu được rằng muốn có hồi báo thì phải có trả giá. Những người già thường hay khuyên nhủ con cháu chịu thiệt là phúc, bởi vì họ biết rõ hết thảy phúc lộc thọ ở thế gian con người đều là đổi từ đức mà ra, mà chịu thiệt lại có thể tích đức. Cổ nhân hiểu rằng đời người trong họa có phúc, trong phúc có họa, không mất thì không được, được thì phải mất. Tả Tông Đường, danh tướng triều nhà Thanh, từng nói: hảo tiện nghi giả, bất khả giữ, chi giao tài. Tức là người luôn chiếm lợi của người khác thì không thể giao tài vật cho người đó, không nên kết giao với người như vậy.
người luôn chiếm lợi về mình sẽ khiến người khác đề phòng, từ đó mất đi nhiều cơ hội và nhân duyên. Cuối cùng, cái được chẳng bù nổi cho cái mất. Tiếp theo sau đây là ba điều cổ nhân răn dạy về cuộc sống giúp ta luôn giữ được tâm thái an nhiên, tự tại và luôn giành được sự tôn trọng từ người khác. Lời không thể tùy miệng, việc không thể tùy tâm, làm không thể tùy ý. Trong sách Thái Can Đàm viết, cái miệng là cánh cửa của nội tâm, giữ miệng không kín thì lộ hết chân cơ, ý nghĩa là chân cẳng của nội tâm, phòng ý không nghiêm thì đi toàn đường tà. 1. Lời không thể tùy miệng. Cái miệng chính là phát ngôn viên của cái tâm. Chúng ta nói gì không phải do miệng quyết định mà là do trong lòng quyết định. Trong cuộc sống có nhiều người, miệng lưỡi nhanh hơn trí não, nhưng trực ngôn mau miệng lại không phải là ưu điểm, bởi lời nói khinh suất có thể gây tổn thương cho người. Tùy tiện nhận lời chính là hoang ngôn. Những việc biết rõ rằng bản thân không thể làm được mà vẫn để người ta ôm hy vọng, vậy là ta đã tiêu xài lãng phí vốn thành tín của mình. Khi người khác thổ lộ tâm tư với bạn, đó là vì họ đã tín nhiệm bạn. Bán rẻ tín nhiệm của người khác thì sau này ai có thể đặt lòng tin vào mình đây? Lúc tức giận, nếu hai người rời xa nhau trong im lặng, thì khi hết giận, họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Vẫn hai người ấy, nếu chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện không kiểm soát gây nên phẫn nộ, thì chẳng phải mối quan hệ này sẽ dễ dàng chấm dứt hay sao? 2 năm học nói, cả đời học ngậm miệng. Cho dù có hiểu hay không thì cũng không cần nói nhiều. Tâm rối loạn thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ mà nói. Nếu thực sự không có gì để nói thì cứ giữ im lặng là được rồi. 2. Việc không thể tùy tâm. Muốn vào trường danh tiếng thì phải nỗ lực đủ nhiều. Muốn tìm được công việc như ý thì phải có năng lực đủ mạnh. Những sự việc trên đời đều là có giá cả. Bạn muốn thu được kết quả gì thì cần phải bỏ công sức ra tương xứng. Nhưng không phải là có ý nói rằng tôi muốn làm gì thì làm nấy. Mỗi chúng ta đều có thân phận khác nhau. Cha mẹ là trụ cột gia đình, phải gánh vác trách nhiệm với gia đình. Thầy cô là cột trụ nâng đỡ tâm hồn học sinh, phải có trách nhiệm với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ riêng của mình. Rất nhiều trường hợp chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tính, cũng không thể tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân. Lúc phẫn nộ, hễ mất kiểm soát sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Lúc vui vẻ quá đà hay khi lòng giàu dĩ cũng sẽ đem lại cho chúng ta những phiền phức mãi không thôi. Vậy nên nói, tâm trạng là kẻ địch nguy hiểm của con người. Kiểm soát được tâm trạng thì sẽ kiểm soát được cuộc đời. 3. Làm không thể tùy ý. Làm người thì không thể tùy ý hành xử, cần phải có lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người xưa coi trọng thận độc, nghĩa là làm gì cũng phải cẩn thận và thận trọng ngay cả khi đang ở một mình. Đó chính là nói, một người bất kể trong tình huống nào cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm những việc sai trái, không hành xử đối nghịch với lương tri. Con người một khi làm những điều trái với đạo đức thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời ôm hận, hối lỗi, đâu cần bị pháp luật chế tài. Cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Vậy nên, làm người mà không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu thì quả đáng sợ. Người như thế sẽ không có bạn bè vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích khiến mọi người e sợ tránh xa. Xã hội có phép tắc, làm người cũng cần phép tắc. Chỉ những bậc thiện lương mới được người khác kính yêu tôn trọng. Mây tụ mây tan, hoa nở hoa tàn, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng hết. Khi chúng ta già cả, chớ để bản thân phải hối hận vì đã cố phụ cuộc đời mình. Hãy nỗ lực dốc sức nở ra đóa hoa riêng của bản thân ta thì sẽ mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời này. Đời người chỉ có một lần, nghiêm túc đối đãi cuộc sống thì cuộc sống cũng quyết chẳng phụ lòng. Thank you.
Các bạn nghĩ gì về những lời dạy của tiền nhân? Hãy để lại bình luận ở dưới video để cho chúng tôi biết điều gì khiến bạn tâm đắc nhất bạn nhé. Và để theo dõi thêm các video khác trên kênh Dòng chảy cuộc đời, bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.